cái tàu tốc xem thế nào. À, dạ vâng, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi trưa ngày hôm nay, buổi trưa ngày 10 tháng 5 năm 2024. Dạ vâng, thì hôm nay thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi trải nghiệm tàu cao tốc từ công viên Bến Bạch Đằng mình xuống dưới Vũng Tàu nha mọi người. Vâng, thì hôm nay thì Hải có cái chuyến đi 12 giờ trưa. Vâng, thực sự là thời tiết Sài Gòn rất là nắng nóng mọi người. À, thì hôm nay vé của Hải đặt trên web là trước 2 ngày thì giá chỉ có 240 ngàn thôi. Còn nếu mọi người đặt xong rồi mọi người đi luôn thì giá là 360 một chiều nha mọi người. Còn Hải là 240 ngàn một chiều. Thì hôm nay thì Hải sẽ đi tàu cao tốc, và ngày mai hoặc ngày mốt mình về thì Hải sẽ đi ô tô để quay cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì Hải đang có mặt đường Đồng Khởi và phía trước là công viên Bến Bạch Đằng rồi, mình sẽ qua ga nhé. Thì Hải xuống đấy cũng chưa có đặt phòng để biết gì cơ. Thì mình đêm đấy rồi mình liên hệ phòng thôi. Thì mình ở dưới 1-2 đêm mà đâu có nhiều đâu. Lắm tới thời tiết quá trời là nóng luôn. Ai ra đường cũng chụp kín người luôn. Vé của Hải đặt là lúc 14 giờ mà nó đổi lại cái chuyến 14 giờ nó hủy mất và nó đổi lại cho mình cái chuyến 12 giờ trưa thế này. Bây giờ thì mời các mọi người mình cùng qua. Tàu của mình đã đứng kia rồi. Giờ vào làm thủ tục để đi thôi. Dạ vâng, mọi người thì hiện tại thì Hải đang có mặt tại công viên Bến Bạch Đằng. Mọi người thấy là giờ này nắng nóng lắm. Bên kia thì có 3 vị khách, du khách nước ngoài kìa. Họ đang cùng chuyến tàu với Hải trong buổi trường ngày hôm nay. Bên kia thì cô chú ấy chị mình đang trồng cỏ lại. Giờ thì mình cùng vào bên trong. Ở đây thì ấy là bên nhân viên tư vấn bảo là chỉ cần đọc số điện thoại thôi. Mình đặt vé trước rồi, chỉ cần đọc số điện thoại là được rồi. Vâng, thực sự rất là nóng. Ở khu vực này không có một cây xanh nào luôn. Chỉ có một bên kia có một cây bồ đề thôi. Đấy, giờ thì mình cùng check in và lên tàu nhé. Nắng kinh khủng luôn. Bên này thì họ đang thu gọn lại cái hôm vừa rồi, 30 tháng 4, 1 tháng 5 ấy. Đây, thì mọi người có thể ghé qua đây uống nước cũng như là dùng bữa tại đây luôn. Còn Hải thì Hải ăn rồi. Thì mình đứng đây chờ tàu nhé. Nắng kinh khủng. Thì hành trình của mình chắc là phải rơi khoảng 2 tiếng đấy mọi người, để làm thủ tục check in vé một xíu. Dạ vâng, mọi người đây là vé của Hải này, khởi hành lúc 12 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2024. Giá vé là 240 ngàn. Đây, thì hai chuyến khoán rồi nên không phải làm thủ tục nhiều nữa. Đây, đang trong quá trình chờ đợi này. Đây, tàu hôm nay mình sẽ đi này. Ở đây có 3 chiếc luôn. 2 chiếc du thuyền, bên trên này một chiếc lớn nữa. Đây, này sông Sài Gòn. Đây, bên này là phòng chờ, mọi người có thể vào bên trong này ngồi chờ này. Thì để Hải quay cho mọi người xem khu vực phòng chờ một xíu nhá. Hơi nóng một xíu vì nó không có điều hòa. Đây là cái mô hình của cái tàu mọi người. Tối thì khu vực này là phục vụ ăn uống. Đây, không biết là đi tàu nó có nóng cái này không? Thực sự quá là nóng. Đây, đây là khu vực này, phòng chờ mọi người ngồi chờ ở đây. Và chờ đến thời gian mình sẽ lên tàu.
bên này thì mọi người nhìn hướng về khu vực quận 1 này, Vitexco này. Đấy, bên này một số tòa nhà Sài Gòn Times Square này. Đấy, bên này là tòa Mê Linh, bên này là tòa Vietcombank này. Nóng quá. Mồ hôi nhá nhại luôn. Đây, người này, đấy, vé, ui dồi ôi. Nơi bán vé. Đây, hôm mua rồi. Hồi đó hôm qua phải đổi vé mọi người. Cái giá vé đây 240.000 là bao gồm 8% VAT nhá. Vâng, thì phía bên này là quầy vé này. Mọi người có thể chưa mua vé này, mọi người tới đây mua nha. Mua đây thì nó đắt hơn. Đắt hơn gần 100.000 đấy. Mới bây giờ mới là xem mà bây giờ mình còn 24 phút kìa. Ui giời, 24 phút mình phải đi kìa, hơi lâu. Mọi người chờ hãy nhé. Dạ vâng mọi người, thì bây giờ mình sẽ đứng xếp hàng để check vé lên tàu nhá, xem hành trình hôm nay nó sẽ như thế nào. Đây đang trong cái quá trình soát vé này. Ngồi chỗ G1. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình được trải nghiệm từ ngày vào Sài Gòn đến bây giờ mình đi trải nghiệm đi thử tàu tốc xem thế nào. Nước ngoài không ạ? G1 đâu chị nhỉ? G1 26 ạ. Đây, ơi, may quá, hôm nay mình ngày ngồi ngay cửa sổ luôn đấy. Đây là khung cảnh trên tàu mọi người. Đây. Ngồi dậy là 3 ghế mà có 3 dậy, 9 ghế. Thank you.
Dạ vâng mọi người, thì bây giờ xe tàu sẽ bắt đầu rời bến Bạch Đằng, mình về với bến Vũng Tàu nhá. Đây thì mọi người có thể nhìn thấy này, có cái khu vực này thì cái gương này nó hơi mờ một xíu, thì mong quý cô chú anh chị mình xem tạm nhá. Đấy, mọi người có thể thấy bên kia là bến tàu Bạch Đằng, bên xa xa là cầu Hoa Son. Đấy, bên này thì hai con tàu thì đang trong quá trình rất là đẹp. À, vâng, hôm nay thì trên tàu cũng không có đông khách mà cũng khá là vắng. À, cái chuyến này, cái chuyến đi giờ trưa này ít người đi. À, đến Hải đặt chuyến 14 giờ mà đến bây giờ nó lại đổi sang lên 12 giờ trưa. Đây thì không biết đi thế nào, đi thì chỉ có tiếng động cơ của cái tàu này nó hơi ồn một xíu. Đây, quay mọi người xem một xíu. Ở phía bên kia thì có vẻ là đẹp hơn mọi người. Khu vực bên này thì mình nhìn về bên công viên dọc bờ sông Sài Gòn đó, cũng như là khu vực nhà thờ Thủ Thiêm và cây cầu Tình Yêu. Bắt đầu đấy tăng tốc rồi. Đi mọi người này. Đấy, đi. Chắc là khoảng 2 tiếng thì mình sẽ tới Vũng Tàu nhé. Thì lúc đấy thì sẽ quay cập nhật tại khu vực Vũng Tàu cũng như là mình bắt xe tới nào để về đến bãi sau.
cân bằng thì mới bay rồi đấy. Đấy thì mọi người nhá, đấy 240 ngàn. Cái bánh gạo nướng đấy, tiếp viện rất là dễ thương mà. Đây, đây là phía sau của Hải mọi người. Mình đang đi đây. Xa xa thì mọi người vẫn thấy được tòa 5M81 cũng như là cái tòa E-Max.
quay cho mọi người cảnh chiếc tàu cũng như là đang trên sông hướng về Vũng Tàu.
giờ mình sẽ tiến hành lên trên để mọi người quay mọi người xem luôn. Vâng, thấy khá là mệt đấy. Trên này rồi, quá là phê rồi mọi người. Ui, ở đây còn lần lần sóng à. Mà đây mọi người, đây hơi nhiều rác một xíu này, góc này. Thì đến nơi là bây giờ là 14 giờ 31 phút. Mình đi mất hết 2 tiếng rưỡi. Nếu mà đi ô tô những ngày lễ này thì sợ kẹt đường luôn á. Đi tàu thì không có kẹt thì mà hơi trễ. Đây, con tàu mình mới vừa đi. Ra bên ngoài này thì mọi người có taxi luôn. Ở đây. Ui, nó phê. Phê cực kỳ luôn. Vậy, đoàn người, đoàn người. Nói chung là chuyến này thì cũng ít thôi, khoảng 2-30 người, không có nhiều. Bên này taxi này, mọi người muốn đi tới đây bắt taxi xong rồi hay đi dạo xíu rồi lát này đi taxi sau. Đây thì mình cũng có xe có xanh của em á nên mình có thể đặt được. Đấy, cũng như là đây. Đấy. Đây. Không anh ạ. Vâng, đây mọi người này, ở đây có một cửa ra, ở đây thì có một cái cây hoa giấy rất là đẹp này. Bên này có xe buýt nữa, mình qua xem thế nào nhé. Đây, khu vực. Ở đây thì cũng cho thuê xe mọi người đi tham quan luôn đấy. Nhưng mà thôi, mình quay kia sau đấy thuê xe tại khách sạn. Ngay cho cáp treo luôn này. Đây mọi người này, bên này có cả cáp treo luôn, ở trên này. Cái này giống như mình đang có khu mặt tại khu vực bảy trước á. Đây mọi người có thể thấy nó cáp treo này. Đấy. Cáp treo đang đi lên đỉnh núi. Vâng thì hãy xin phép được dừng clip đây nha. Lát nữa thì sẽ đi quay sau gửi tới quý cô chú anh chị các bạn này.